Đang đào bông hộ, Đỗ Mỹ Linh tung clip vô tri của chồng thiếu gia, tạo dáng để vợ sống ảo, tiếp tục vướng nghi vấn mang bầu. Để ý thơ nào. Đỗ Mỹ Linh chia sẻ lại khoảnh khắc đáng yêu công xã khiến fan cười bò. Dù là doanh nhân nghiêm túc trong công việc là thế, nhưng con trai bầu hiển khi xả vai lại là ông chồng cực kỳ nghe theo lời nóc nhà yêu cầu. Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh gây chú ý khi hé lộ những khoảnh khắc hài hước của chồng thiếu gia. Theo đó, anh chiều vợ quay đủ clip biến hình bắt trend. Khác với hình ảnh khuôn mặt lạnh như băng khi làm việc, thiếu gia Đỗ Vinh Quang ở bên cạnh vợ trở nên nhí nhố hơn hẳn. Hình ảnh nam doanh nhân ngây ngốc khi bị nóc nhà sai bảo khiến không ít khán giả bật cười. Nàng hậu có vẻ rất hài lòng với những gì ông xã thể hiện nên liên tục cười khúc khích. Thiếu gia Đỗ Vinh Quang khi đi làm luôn duy trì hình tượng lịch lãm với trang phục chỉnh chu, nhưng khi đi chơi với vợ, anh thay đổi 360 độ với áo phông, quần jean và giày thể thao trẻ trung năng động. Từ loạt khoảnh khắc này có thể thấy không có chuyện anh hờ hững với bà xã như lời đồn thổi. Từ khi về chung nhà, nàng hậu thường xuyên chia sẻ hình ảnh đi du lịch nghỉ dưỡng cùng ông xã tại những resort cao cấp cả trong lẫn ngoài nước. Đây không phải là lần đầu tiên hoa hậu Việt Nam 2016 chia sẻ hình ảnh hài hước của ông xã. Nàng hậu từng đăng tải hình ảnh chồng mừng hớn ra mặt khi được vợ tặng chiếc mũ được thiết kế theo biểu tượng World Cup 2022. Sau khi được nhận quà, thiếu gia Đỗ Vinh Quang rất hợp tác quay clip tạo dáng đáng yêu để vợ sống ảo trên trang cá nhân mà không ngại việc mất đi hình tượng doanh nhân nghiêm túc. Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh được cho là mang thai con đầu lòng trong xã doanh nhân. Nhiều người nhận ra điều này khi thấy vòng hai của cô có sự thay đổi rõ rệt. Hơn nữa, mỹ nhân này cũng hạn chế đăng ảnh toàn thân, luôn mặc đồ giấu dáng cũng như dùng phụ kiện che chắn bụng. Nàng hậu sinh năm 1996 có phần tròn trịa hơn so với thời điểm chưa kết hôn. Người đẹp vẫn không có bất kỳ phản hồi nào về việc mang thai, sắp sinh con khiến dân tình tò mò. Phía nàng hậu chưa xác nhận nghi vấn này, nhưng phía chồng của người đẹp lại thể hiện rõ sự mong chờ có thêm thành viên mới. Trên trang cá nhân, doanh nhân Đỗ Vinh Quang chia sẻ lại hình ảnh mình khi còn bé được anh trai bế trên tay. Ngoài những bình luận khen anh lúc nhỏ đáng yêu, còn xuất hiện bình luận thúc giục anh có em bé. Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh tập trung chăm sóc gia đình nhỏ, duy trì công việc MC tại đài truyền hình Việt Nam và thi thoảng nhận một số hợp đồng quảng cáo. Cô thường xuyên hộ tống chồng tới các buổi thi đấu của đội tuyển câu lạc bộ do anh quản lý. Trước đó, sau khi đăng quang ngôi vị cao nhất của hoa hậu Việt Nam 2016, người đẹp trở thành cái tên được săn đón. Theo đó, bên cạnh nhan sắc mỹ miều ngọt ngào trứ danh, cô còn được nhận nhiều lời khen ngợi bởi làn da mịn màng, gương mặt đẹp không tì vết ở mọi hoàn cảnh. Sau khi kết hôn, không ít lần xuất hiện cô đều chiếm trọn spotlight bởi khí chất ngút ngàn, chuẩn phong thái nàng dâu hào môn. Người đẹp kết hôn cùng thiếu gia Đỗ Vinh Quang và có cuộc sống vô cùng hạnh phúc. Sau hơn 2 tháng về chung một nhà, nàng hậu liên tục vướng tin đồn có thai con đầu lòng. Người đẹp lại một lần nữa bị nghi có thai khi xuất hiện ở Singapore. Đỗ Mỹ Linh đã có chuyến vi vu sang Singapore cùng gia đình chồng và cả bố mẹ ruột của cô. Vợ chồng nàng hậu và cả nhà cùng bay sang Singapore để cổ vũ trận bóng đá cho đội tuyển Việt Nam. Cô nàng vẫn giữ im lặng và không lên tiếng về nghi vấn mang thai của mình. Người đẹp vui vẻ tận hưởng cuộc sống hạnh phúc bên chồng thiếu gia. Cả hai thường xuyên cùng sánh đôi nhau xuất hiện tại các sự kiện. Nàng hậu luôn lựa chọn phong cách thời trang thanh lịch, kín đáo và sang trọng, chuẩn con dâu hào môn. Những năm đầu mới bước chân vào làng giải trí, hoa hậu Việt Nam 2016 luôn gắn liền với hình ảnh nàng hậu bình dị bởi cô không phô trương, trưng diện những món đồ đắt tiền. Sau khi đăng quang, mỹ nhân chia sẻ cô vẫn sống cùng với gia đình tại ngôi nhà trên phố cổ ở Hà Nội. Qua loạt ảnh này có thể thấy tình cảm vợ chồng của hoa hậu Đỗ Mỹ Linh vô cùng mặn nồng, không hề có việc cô bị chồng lơ là hay lạnh nhạt. Nàng hậu đình đám tận hưởng những ngày tháng tân hôn viên mãn bên ông xã tài giỏi giàu có. Ai cũng mong tổ ấm của người đẹp sớm có thêm thành viên.